đi hơn 20 cây số để đưa Amber về Gò Vấp diện kiến chị bé Nu thì sẽ như thế nào? Nếu mà ai chưa biết thì bây giờ sẽ biết là nhà tôi còn có một em bé chó tên là Nu. Hồi đầu tôi đi sự kiện ở Gò Vấp có mang theo dâu là tôi cũng đưa dâu về nhà để diện kiến chị Nu rồi. Nu năm nay là hơn 7 tuổi rồi. Hiện tại là Nu đang sống với cái chị mặc đồ bộ màu hồng ôm thằng dâu á. Chị này thì là mẹ tôi á. Chị này chỉ hay gạ tôi xin thằng Bi lắm. Bây giờ quýnh nó bây giờ đuổi ra khỏi nhà phải không? Đừng thèm nó. Đừng thèm ở nó con qua về Gò Vấp ở ngoài xin nha. Nha. Nhà mày ở ngoài cân nha, nó đang chi cho vợ nó đuổi ra khỏi nhà hoài. Thì cũng tương tự như là bao nhiêu mẫu hậu khác. Miệng thì nói là nếu mà mày mang chó mèo về là tao đuổi mày ra khỏi nhà, tao quăng nó ra đường luôn. Nhưng mà không có đâu. Cứ mang về thử đi là mọi người sẽ thấy địa vị trong nhà của mọi người bị thay đổi liền à. Nhìn coi bây giờ ai mới là con cưng, còn ai mới là con ghẻ đây. Nói chung là không phải lúc nào cũng có dịp cho mấy nhỏ mèo nhà tôi gặp chị Hai Nu. Bữa nay sẵn mang thằng Bơ về Gò Vấp khám bệnh nên là tôi ghé qua nhà cho Bơ gặp luôn. Trời. Ủa quen không mà mừng. Quen không? Nu ơi, à, đồ đẹp, bữa nay mua đồ đẹp cho Nu nè. Cho bà ngoại. Nó quạo lắm. Không, nó hiền, con này nó nhỏ xíu. Ôi trời ơi, anh đi quẩy nhà này nè. Khè, khè luôn. Con đó nó cũng khè, nó cũng dữ lắm. Con sổ mũi hả con? Hả? Ăn ở không mà cũng bệnh hoài hà. Ăn ra vườn chơi, ra vườn phá, đúng cắn rồi. Cây cắn lá rồi gấp cây gấp lá vô nhà đó. Nó nó hiền lắm tại nó vậy. Mẹ mày nuôi một bầy con hết đứa này báo tới đứa kia. trời khè kìa. Lúc gặp mày luôn. Đi. Đây. Khè. Nấp sau lưng này, nấp sau lưng, con Bơ nó không thấy. Khè. Nó khè cái miệng con Bơ nó khè. Trời ơi, cũng dữ. Dữ dằn. Hai con mắt như là hai viên bi vậy. Hồi xưa lúc mà tôi mới mang Mon về là Nu nó khè Mon dữ lắm, nó còn cắn Mon nữa. Nhưng mà không hiểu sao là từ đợt mà tôi mang dâu qua là tự nhiên Nu nó trầm tính hẳn. Đợt này Bơ qua thì em Nu cũng vậy, cũng muốn làm quen. Chỉ có Bơ là nó không có chấp nhận. Nó la, nó hét, nó gào, nó gửi chị Nu quá trời luôn nên là chị Nu sợ lắm, đâu dám lại gần đâu. Lần nào tôi về là mẹ tôi cũng nấu cơm nhà cho vợ chồng tôi ăn. Bữa nay là nhà tôi được ăn thịt kho trứng, cải muối, kim chi với lại xoài. Xoài này là không phải là để tráng miệng đâu, này là ăn với cơm đó. Nghe ăn cơm với trái cây là biết tôi là người miền nào đúng không? Bị ra rìa rồi. Gừ đúng không? Nó kêu bực bội á. Con nó cũng hổn. Anh đi quậy nhà hả? Nó không sợ ai hết á. Nó ngán ai hết á. Lần đầu tiên gặp một chị chó mà lại to hơn mình gấp đôi thì Bơ nó vẫn thể hiện đúng tinh thần với cái biệt danh của nó là Bơ lì đòn. Tại Nu nó hiền thôi chứ Nu mà động tay động chân là chắc Bơ nó cũng chơi tới luôn á. Sẵn đang khoe em Nu rồi á thì tôi khoe luôn là em Nu nhà tôi có hai cái tài năng. Cái tài năng thứ nhất đó là bắt tay. Tay đâu? Tay kia. Tay này. Tay phải. Tay trái. Tay phải. Tay trái. Tay phải. Cái tài năng thứ hai đó là mỗi lần mẹ tôi la tôi, đánh tôi là Nu nó sẽ binh tôi. Cái này có phải là tài năng không ta? Nu ơi mày đánh chị Na kìa. Nu ơi mày đánh chị Na. Nu ơi mày đánh chị Na. Nu ơi. Đây là em Bơ trên đường về nhà. Cô Châu bế Bơ mà nó ngủ thấy thương quá nên là tôi quay lại. Chắc là đi khám bệnh mệt quá mà còn phải phô trương cái sức mạnh mini của nó nhiều nên là mất hết năng lượng luôn. Nó ngủ một giấc ngon ơ từ lúc lên xe cho tới lúc về nhà gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ luôn mọi người. Thì sau bữa nay là bà Na xác nhận là Bơ vẫn giữ hoàn toàn được cái danh hiệu vua lì đòn của mình nha. Quá là lì rồi.